Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Quý vị, chính thức thì ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là ông Joe Biden, cũng là đương kim Tổng thống Hoa Kỳ, đã tuyên bố rút lui ra khỏi cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc sau khi mà ông ta đã bị Đảng Dân Chủ gọi là có sự chia rẽ trầm trọng vì việc ông ta thất bại trong cuộc tranh luận với ông Trump ngày 27 tây tháng 6 vừa qua. Và kết quả thì hôm qua Chủ nhật, trong một lá thư gửi ra, thì ông Joe Biden tuyên bố ông ta rút lui ra khỏi cuộc tranh cử này và nhường lại cho Kamala Harris và endorse bà Kamala Harris. Và đây là những cái tin chính thức mà chúng ta có được ngày hôm qua. Và quý vị, như vậy thì trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay, chúng ta xem coi cộng đồng của nước Mỹ sẽ phản ứng như thế nào và liệu Kamala Harris sẽ đánh bại được ông Trump hay không. Và thứ hai, ai là người đứng chung liên danh với lại Kamala Harris? Đó là một trong những câu hỏi mà tôi đặt ra như trước đây, là tôi đã từng làm một cái clip nói về Kamala Harris thay thế cho Joe Biden thì ai là người đứng chung liên danh. Quý vị, hôm nay chúng ta sẽ lặp lại chuyện này và chúng ta sẽ coi đứng chung liên danh với ai mà có thể đánh bại được Donald Trump. Đầu tiên hết là các bản tin. Biden 81 tuổi đã rút ra khỏi cuộc chạy đua với ghế tổng thống. Bản tin mới nhất cho biết thì ông tổng thống Joe Biden trong ngày Chủ nhật nói rằng ông ta đã rút ra khỏi cái cuộc tái tranh cử nhắm để cạnh tranh với ông Trump. Trên trang xã hội đưa về gây ra một cái cơn sóng lớn ở trên toàn quốc và gần như là đã đẩy cái phía Đảng chủ vào cơn hỗn loạn trước khi mà có cuộc bầu cử và người cử tri đi bầu. Quyết định của Joe Biden diễn ra giữa lúc mà ông ta có một cái cuộc tranh luận tệ hại và các thành viên cao cấp của Đảng chủ đều thúc giục ông ta rút ra khỏi cuộc đua, và ông tổng thống cho biết ông ta sẽ phát biểu ra trước quốc dân trong tuần lễ này và sẽ có thêm những cái chi tiết về quyết định của ông ta. Và ông ta đã quăng mình và hỗ trợ cho bà phó tổng thống Kamala Harris trở thành ứng cử viên mới của Đảng Dân chủ, và bà ta sẽ thắng được trong cái cuộc bầu cử này. Mà trong đó thì các lãnh đạo của Đảng Cộng hòa đã lên tiếng và chỉ trích bà Harris, và trong đó cựu tổng thống Trump nói ông Joe Biden vốn không phù hợp và cho cái ghế tổng thống, và đồng thời kêu gọi là có một cuộc tranh luận chuyển từ ABC cho tới Fox News, được xem là một cái đài thân thiện với ông hơn. Và các nhà lập pháp Đảng Dân chủ đã bắt đầu áp lực đối với là ông Joe Biden sau khi mà họ được tình trạng sức khỏe này. Trong khi đó thì quý vị, một số những cái tin tức này được đưa ra thì đã có phản ứng, và ngay lập tức thì bà Kamala Harris đã lên tiếng và nói rằng bà ta sẽ lắng nghe và chiến thắng, cũng như là bà ta sẽ đã được ủng hộ của một số người nằm trong Đảng Dân Chủ, và trong đó ngay cả những người ủng hộ quyết liệt nhất cho ông Joe Biden như là AOC cũng đã endorse cho bà ta. Và quý vị, đây là một trong những cái tin mới nhất. Điều của tôi là làm sao để chiến thắng, đó là lời phát biểu của bà Harris khi mà bà tìm kiếm sự đề cử của đảng sau khi mà ông Joe Biden rút lui. Bà phó tổng thống Kamala Harris trong ngày Chủ nhật nói rằng bà đang tìm kiếm sự đề cử của Đảng Dân Chủ năm 2024 sau khi mà ông Joe Biden đã rút lui ra khỏi cuộc tranh cử và endorse cho bà, nhanh chóng đã trở thành một nhân vật được xem là khó có người cạnh tranh với bà ta. Và loan báo này được đưa ra sau khi mà chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden đã tuyên bố chấm dứt chỉ 2 giờ đồng hồ sau khi mà ông tổng thống đã ký và đưa ra cái dấu hiệu cho thấy là bà ta có thể ra tranh cử. Tôi rất hân hạnh đã có tổng thống endorse tôi, và cái sự chú ý của tôi là sẽ thắng được cái sự đề cử này. Trong một năm qua, tôi đã ra bay trên toàn quốc và nói chuyện với người dân Hoa Kỳ về sự chọn lựa ở trong cuộc bầu cử này. Và tôi vẫn tiếp tục làm đó mỗi ngày. Và những tuần lễ sắp tới, tôi sẽ làm tất cả để đoàn kết Đảng Dân Chủ và đoàn kết quốc gia nhằm đánh bại Donald Trump và chính sách gọi là cực đoan của Project 225. Đó là lời phát biểu của bà ta. Ngay sau đó thì bà ta đã được sự hỗ trợ và endorse của một số người. Đầu tiên hết là giờ vợ chồng của Bill Clinton, là Bill Clinton và Hillary vốn là ứng cử viên năm 2016, cũng đã cam kết rằng sẽ làm tất cả mọi thứ để ủng hộ cho bà Harris. Đồng lý văn phòng là Ron Klain nói rằng là đây là thời gian phải đoàn kết lại để bắt đầu có chiến dịch trên toàn quốc. Và trong đó thì một trong những đồng minh của ông Biden là Jim Clyburn ở South Carolina nói rằng sẽ đi theo sự lãnh đạo của Joe Biden và ủng hộ cái vai trò của bà ta là ứng cử viên. Trong khi đó thì Cory Bush của Missouri, Adam Schiff California và
Chris Kuhn ở Delaware đồng thời cũng đã endorse bà ta. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng đã lên tiếng và ủng hộ cho bà ta. Trong khi đó thì thống đốc của tiểu bang California là Gavin Newsom cũng đã lên tiếng và ủng hộ cho bà ta. Và hiện nay thì ông Newsom đã viết là nền dân chủ chúng ta và tương lai của chúng ta tốt hơn và phải chống lại cái tầm nhìn đen tối của Trump và phải giúp và không ai làm tốt hơn bà bằng Kamala Harris. Đó là lời phát biểu của Gavin Newsom. Tuy nhiên thì bà này cần phải thuyết phục được một số những tổng cộng là 4.000 đại biểu đoàn của đảng Dân Chủ. Cái này tôi sẽ trừ qua cái phần 2 để tôi giải thích về cái thủ tục này và liệu sự rút lui của Joe Biden có hợp lý hay không và có hợp pháp hay không và nó được thực hiện như thế nào. Thì cái đó là phần 2 mà tôi sẽ làm cho quý vị trong cái Hilton Nhật Ký. Trong phần 1 này tôi chỉ nói về Kamala Harris trước đây đã đánh giá là phó tổng thống tệ hại nhất của Hoa Kỳ trong vòng 100 năm qua. Và kể từ khi xảy ra cái biến cố mà Joe Biden lộng cộng trong cái buổi gọi là tranh luận với ông Trump thì bắt đầu bất ngờ các công ty truyền thông lôi Kamala Harris lên trở lại làm những cuộc thăm dò và cho thấy là bà ta tăng điểm so với lại Joe Biden, thậm chí có những nơi bà ta gác điểm luôn cả ông Trump nữa quý vị. Đó là cái giai đoạn trước đây và bên cạnh đó thì quý vị, đám truyền thông đã bắt đầu tìm cách gọi là nâng bi bà này. Thì trong vài ngày tới chúng ta sẽ thấy là có một số những cái cuộc thăm dò tréo căng ngọng với nhau. Có những cuộc thăm dò thì cho rằng là ông Trump gác điểm rất xa. Có những cuộc thăm dò sẽ cho thấy là Kamala Harris sẽ đứng trên cả ông Trump luôn. Thì quý vị, đây là cái cách mà chúng ta nhìn vô, giống như tôi nói, các cuộc thăm dò là chủ quan. Không thể nào tin tưởng được, mình chỉ cho chúng ta một cái gợi ý thôi thì tốt nhất, chứ không thể nào tin tưởng được. Tuy nhiên thì ngay sau khi mà cái tin tức này đưa ra, thì tờ The Hill, một tờ báo được xem là chuyên môn khai thác về những cái tin tức chính trị, cho thấy là ông Trump dẫn trước bà Harris 6 điểm khi mà tin này được đưa ra vào ngày Chủ nhật. Quý vị, The Hill cho thấy là ông Trump đã dẫn trước 6 điểm trên bà Kamala Harris. Cựu Tổng thống Donald Trump đã dẫn trước bà Phó Tổng thống Kamala Harris là 6 điểm. Đó là một trong những cái cuộc thăm dò mới nhất của The Hill đưa ra. Trong ngày Chủ nhật, The Hill cho biết là trong cuộc thăm dò mới nhất đẩy bà Harris ở mức là 36.9%, trong khi là ông Trump 42.6%. Và ứng cử viên độc lập là Robert Kennedy Jr., người đã để có tên được trong các cái phòng phiếu, đã được 5.8%. Tuy nhiên thì trước đó thì Harris đã được 37.7% vào ngày Chủ nhật và số người không ủng hộ cho bà ta là 55.5%. Và dường như cái sự ủng hộ của bà ta không hơn được Biden, đó là điều không tốt. Scott Trenster được xem là giám đốc dữ liệu về của Decision Desk Headquarters đã cho biết như trên. Và việc lên xuống này vẫn chưa biết được và tôi không dự tính rằng cuộc thăm dò này cho thấy là bà ta có thể đánh được ông Trump. Và chiến dịch tranh cử bắt đầu chưa, mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đây là một trong những cái bản thăm dò mới nhất và cuộc thăm dò này đã được The Hill thực hiện ngay ngày hôm qua. Quý vị, như vậy thì cái bản thăm dò đầu tiên của The Hill là ông Trump gác 6%. Nhưng trong các ngày sắp tới sẽ có rất nhiều những cuộc thăm dò đưa ra để cho thấy điểm của bà ta như thế nào và đánh bại được ông Trump hay không. Điều này chúng ta dễ dàng nhận ra tại vì thứ nhất là những cái cuộc thăm dò đó chính đáng hay không và có tinh thần thiên vị hay không, chúng ta sẽ biết ngay. Lý do, quý vị, vấn đề ở chỗ là bà ta chọn ai làm phó tổng thống thì mới biết được cái điểm của bà ta. Còn nếu chỉ tên một mình bà ta thôi đó mà nói rằng bà ta gác điểm ông Trump là chuyện impossible. Bởi vì ngay từ đầu tới cuối bà ta được đánh giá là phó tổng thống tệ hại nhất. Và trong các cuộc thăm dò, ngoại trừ Joe Biden ra thì bà ta đứng đầu trong những ứng cử viên còn lại. Tuy nhiên thì gần như là cái rating của bà này là không hề có luôn. Tức là bà này được đánh giá rất thấp. Có thể nói là rất thấp, quý vị. Và bây giờ thì tự nhiên lại cái số điểm lên rất là cao. Thì điều này cho thấy rằng là có ẩn ý của những công ty truyền thông khi mở cuộc thăm dò để tìm cách gây dựng lại cái khối phiếu của đảng Dân Chủ cho bà Kamala Harris. Và ngay lập tức thì quý vị thấy là một số nhân vật đã lên tiếng endorse cho bà Kamala Harris, có nghĩa là họ đã thương thảo từ trước. Họ đã thảo luận từ trước và ngày Chủ nhật vừa rồi là cái ngày chính thức đưa tin ra thôi. Bởi vì ngay sau khi Joe Biden đưa lá thư đó ra thì lập tức là những tay gạo cội trong đảng Dân Chủ đồng loạt đã lên tiếng endorse cho bà Kamala Harris. Thì quý vị, rõ ràng đảng Dân Chủ đang tìm cách gỡ lại cái hình ảnh của họ là bị mất đoàn kết và bị chia rẽ trầm trọng. Do đó, họ muốn dùng cái hình ảnh của Kamala Harris để nối kết lại tất cả các phe phái ở trong đảng Dân Chủ.
cái hình ảnh này là chúng ta sẽ thấy đầu tiên, và đương nhiên là họ sẽ vận động tối đa những sinh tử phù mà họ cấy vào các công ty truyền thông, viết những bài có lợi cho Kamala Harris và có lợi cho sự đoàn kết của đảng Dân Chủ để mà có thể gỡ gạt được cái hình ảnh của đảng Dân Chủ còn 3 tháng nữa trước khi có cuộc bầu cử. Thì quý vị, đây là những cái mà tôi chia sẻ và cho quý vị thấy về các cuộc thăm dò. Chắc chắn trong tuần lễ này sẽ có những cuộc thăm dò cho rằng là Kamala Harris trên điểm ông Trump. Nhưng có những cuộc thăm dò thì cho thấy ra rõ ràng là bà ta không thắng nổi ông Trump. Cho dù là 6-7 tiểu bang chiến lược, ở 7 tiểu bang chiến lược bà ta cũng không thắng nổi ông Trump. Và một số những tiểu bang khác bà ta lạng vạng thu điểm ông Trump. Nhưng sẽ có một số công ty truyền thông hay là công ty thăm dò được thuê mướn và có chủ ý, họ sẽ cho thấy là bà này sẽ gác điểm ông Trump. Đó là một trong những cái mà tôi dự đoán trong tuần lễ này. Bên cạnh đó thì giống như tôi nói là tùy theo bà ta chọn ai đứng chung liên danh. Thì bây giờ bà Gretchen Whitmer của Michigan đã từ chối, tức là bà ta sẽ không làm phó cho bà Kamala Harris. Thì bây giờ còn lại là Shapiro của tiểu bang Pennsylvania. Thì quý vị, những nhân vật này là những nhân vật mà tôi cho rằng là có thể có khả năng làm phó cho bà ta. Trong đó thì có cả Buttigieg, hiện nay là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, có thể nhận lời làm phó cho bà ta. Còn những nhân vật khác là có thể được đưa vào là Gavin Newsom, nhưng tôi không biết là Gavin Newsom có đồng ý làm phó cho bà ta hay không. Hillary Clinton và Michelle Obama đã không dính vào cuộc bầu cử này. Có nghĩa là trong danh sách của bà ta, nếu mà đưa lên thì tôi thấy rõ ràng dường như không có cửa thắng ông Trump. Nếu bà ta chọn những một trong những người đó, còn cái người mà có thể giúp cho bà ta có thể trên được điểm ông Trump là người không ra tranh cử, đó là bà Hillary Clinton. Bà Hillary Clinton, mặc dù rằng bà ta là một kẻ thất bại, bà ta thất bại 3 lần. Ít nhất là 2 lần chứ không phải 3 lần. Ít nhất là 2 lần. Thì quý vị, đây là lần thứ 3, thì chưa chắc là bà ta đã thành công, và bà ta, mặc dù bà ta vẫn còn uy thế trong đảng Dân Chủ, lần thứ nhất bà ta bị đánh bại bởi Obama. Lần thứ hai bà ta bị đánh bại bởi ông Trump. Do đó, Hillary là người tương đối có kinh nghiệm và có nhiều cái thủ đoạn về con số, tức là những cuộc thăm dò. Và thứ ba là bà ta cũng còn một chút uy thế trong đảng Dân Chủ. Do đó, nếu bà ta làm phó cho bà Hillary thì bà ta có thể giúp cho Hillary trên điểm được, tức là thăm dò thôi, tôi chưa nói bầu cử. Ok, thì có thể hơn. Còn nếu mà đổi bỏ bà Hillary ra đó, thì kể cả Michelle Obama cũng không giúp được cho bà Kamala Harris. Tùy theo liên danh bà ta chọn là ai đứng chung với bà ta. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái mà đảng Dân Chủ đang đưa ra một cái chính sách để tạo một cái hình ảnh đoàn kết của đảng này. Sự đoàn kết được xem là rất mong manh, và sự đoàn kết một cách gượng ép ở trong đảng Dân Chủ. Tôi gọi là gượng ép, nó không có cái sự thống nhất giống như quý vị nhìn trong 4 ngày đại hội của đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa gần như là họ có sự tình nguyện. Họ lên tiếng trong cái sự tình nguyện và họ phát biểu rất mạnh mẽ. Thì do đó, lần này quý vị, đảng Dân Chủ đang tìm cách gọi là dùng một cái spray để xịt che lại tất cả những cái lỗ hổng, để cho thấy rằng là họ là một miếng liền lạc với nhau. Và việc mà Joe Biden rút lui thì có thể giúp cho đảng Dân Chủ có thể đoàn kết được một phần nào. Thật sự điều này là như vậy. Lý do là có rất nhiều thành viên đảng Dân Chủ, thứ nhất là do cuộc chiến của Hamas và Do Thái, họ đã phản đối Joe Biden. Họ đã phản đối Joe Biden rất là nhiều, đặc biệt là Cori Bush. Cori Bush là cái người mà ủng hộ cho Palestine và bà Talaif. Thì những người này bây giờ chọn Kamala Harris thì họ không có vấn đề, nhưng mà họ vẫn chống ông Joe Biden. Bằng chứng là quý vị thấy ở Michigan và Minnesota, họ đã đề chữ incoming, tức là họ không muốn bầu cho Joe Biden rồi. Do đó, loại Joe Biden ra thì họ vẫn cảm thấy là họ vui hơn. Thì quý vị, để họ sẽ kéo được một số những sự ủng hộ của nhóm này chứ không phải không. Thứ hai là làm cách nào thuyết phục được nhóm cực tả. Ngay ngày hôm nay thì Bernie Sanders không hề endorse bà Kamala Harris. Ông ta chỉ khen ngợi ông Joe Biden thôi. Chứ ông cũng chưa lên tiếng là ông endorse cho bà Kamala Harris nữa. Mà nhân vật này mới là nhân vật chủ chốt, bởi vì nhân vật này là thủ lãnh của đám cấp tiến cực tả trong đảng Dân Chủ. Liệu ông ta có để yên cho Kamala Harris dễ dàng đứng ra tranh cử hay không, nếu không thỏa thuận với ông ta? Và nếu thỏa thuận với ông ta thì nhân vật Kamala Harris chọn làm phó tổng thống sẽ nằm trong cái áp lực của ông ta. Nếu bà Kamala Harris muốn đoàn kết trong đảng thì phải thỏa hiệp với lại AOC và Bernie Sanders. Nhưng mà AOC thì chính thức ủng hộ cho bà ta rồi.
Do đó, nhân vật còn lại chủ chốt là ông Bernie Sanders và người thứ hai là bà Elizabeth Warren, thượng nghị sĩ của Massachusetts. Thì quý vị, Bernie Sanders có thể sẽ kích động một cái cuộc gọi là chống lại bà Kamala Harris nếu như mà bà ta không chịu thỏa hiệp với ông ta. Bởi vì Bernie Sanders là một kẻ đã nắm được cái yếu tố quan trọng nhất. Thay vì ông ta trở thành ứng cử viên tổng thống, thì quý vị, ông ta thấy khó. Ông ta thấy khó. Do đó, ông ta đã đồng ý thỏa hiệp với Joe Biden năm 2020 để cho Joe Biden run tổng thống. Nhưng mà giành lại những vị trí quan trọng theo nghị trình của ông ta, Joe Biden phải bổ nhiệm người của ông ta đưa vô. Do đó, với Kamala Harris thì cũng một cái hình thức gọi là tương tự như vậy. Thì Bernie Sanders sẽ đồng ý hỗ trợ cho Kamala Harris với điều kiện là những cái vị trí quan trọng trong cái nghị trình của ông ta về môi trường, về xã hội là phải đưa người của ông ta vô. Đưa người của ông ta vô để thao túng chính sách. Tức là Bernie Sanders bề ngoài chỉ là một thượng nghị sĩ độc lập thôi. Ông ta có thế lực nhưng mà ông ta không đủ khả năng thao túng cả một cái quốc hội Hoa Kỳ. Do đó quý vị, Bernie Sanders là con cáo già về chính trị. Thay vì là phải xây dựng cái thế lực ở quốc hội, thì ngược lại, ông ta xây dựng cái thế lực ngầm ở xung quanh tòa bạch ốc và nội các tốt hơn. Do đó tại sao ông ta thỏa hiệp với Joe Biden? Và trong những năm gần đây quý vị thấy là Joe Biden liên tục thúc đẩy những nghị trình đúng ý của Bernie Sanders. Là bởi vì chính những nhân vật mà Bernie Sanders chọn để đưa vào trong nội các và tòa bạch ốc là những kẻ điều khiển Joe Biden. Do đó, với Kamala Harris thì Bernie Sanders sẽ sẵn sàng làm chuyện này. Có điều là vấn đề còn lại là Kamala Harris chọn ai? Quý vị, Kamala Harris chọn ai làm phó tổng thống? Bởi vì người này, theo tôi dự đoán thôi, là phía của lãnh đạo đảng Dân Chủ. Từ vợ chồng Bill Clinton, Chuck Schumer cho tới Nancy Pelosi cảm thấy rằng đây là cơ hội để kiểm soát lại chính phủ và kiểm soát lại đảng Dân Chủ. Do đó, họ muốn cái người bổ nhiệm làm phó này phải là người của họ, để mà kiềm chế cái sự thao túng của Bernie Sanders và AOC trong những năm qua. Trong những năm qua, gần như là Nancy Pelosi im lặng hoàn toàn. Bà ta chỉ ủng hộ cho Joe Biden thôi. Bà ta không lên tiếng gì khác. Là bởi vì bà ta biết rõ nguyên cái nội bộ làm việc cho Joe Biden đều là người của Bernie Sanders. Bà ta không muốn nói bậy. Nhưng đây là cái cơ hội rất tốt để mà giành lại quyền kiểm soát. Do đó, Nancy Pelosi, Chuck Schumer và Hakeem Jeffries sẽ tìm mọi cách gọi là kiềm chế cái đám cực tả này do Bernie Sanders đứng đầu. Do đó quý vị, họ sẽ tìm cách đẩy giới thiệu những người khác và thúc đẩy Harris chọn một người khác mà không cùng khuynh hướng với lại Bernie Sanders. Do đó, đây sẽ là cái cuộc đấu đá ở trong đảng Dân Chủ trong thời gian sắp tới, trước khi mà bà Kamala Harris chính thức được đề cử ra bên ngoài của Đại hội đảng Dân Chủ. Do đó thì quý vị, tuy nhiên thì cái tin tức này nó đã giúp cho một số những người mà bên đảng Dân Chủ đang chán nản, không muốn đi bầu. Thì ít nhất lần này họ thấy được một bà 59 tuổi vẫn còn hơn là một ông 81 tuổi. Cái này là cái mà cái nhìn của những cử tri đảng Dân Chủ. Mặc dù chưa biết bà ta đủ khả năng hay không, nhưng mà họ thấy vẫn còn hơn ông Joe Biden rồi. Vấn đề còn, đó là vấn đề của cử tri. Vấn đề còn lại quý vị là những thế lực trong đảng Dân Chủ. Giống như tôi nói, đảng Dân Chủ trong 20 năm nay, kể từ khi mà Obama lên làm tổng thống, thì họ đã phân ra nhiều phái so với trước thời Obama. Thì quý vị, kể từ khi Obama lên thì có nhiều phái, phái cấp tiến cực tả và phái bảo thủ cũng như phái trung dung. Mỗi một phái đều có cái tiếng nói riêng của mình. Và năm 2020, các phái này đã tụ lại để tìm cách đánh bại ông Trump. Họ đã có sự thỏa hiệp, phối hợp. Nhưng sau cái năm 2020, thì bắt đầu cái vị đấu tranh về quyền lợi, họ đã bắt đầu rã đám. Đám trung dung thì không chịu nổi chính sách của đám cực tả. Còn đám bảo thủ thì cảm thấy rằng đám cực tả ngày càng lấn lướt ở trong đảng Dân Chủ. Ngày càng lấn lướt và ở trong cái hành pháp của Joe Biden. Do đó quý vị, nó đã xuất hiện vấn đề ngay từ đây. Nhưng mà nó chỉ âm ỉ thôi. Bây giờ càng lúc nó càng bùng nổ lớn. Và khi mà Kamala Harris được Joe Biden đề cử thì họ nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để họ có thể thỏa hiệp trở lại. Tôi chỉ biết là những phe phái này thỏa hiệp được hay không. Tại vì phe cực tả này nó cảm thấy rằng kiểm soát chính phủ tốt hơn là đứng ra điều hành cái quần áo chính phủ. Tức là làm kingmaker ở phía sau, điều khiển là tốt hơn giống như Bernie Sanders. Chứ không phải là
phải ra tranh cử rồi nắm quyền hành pháp. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói với quý vị là Đảng Dân Chủ bây giờ đang tìm cách liên hợp trở lại. Vấn đề còn lại là phía Đảng Dân Chủ họ có sẵn sàng cho Kamala Harris hay chưa? Number one. Number two là Kamala Harris lấy cửa gì thắng được ông Trump? Tại vì trên record, bà ta được xem là phó tổng thống tệ hại nhất trong vòng 100 năm qua. Bà ta được mô tả là một bà tổng thống nhăn răng cười. Chỉ biết cười, ông Trump đã đặt biệt danh cho bà ta là laughing rồi đó. Chỉ có cười thôi. Thì quý vị, điều này cho thấy rằng là Kamala Harris vẫn không có đủ chỗ đứng ở trong cái giới tinh hoa của Đảng Dân Chủ. Bà ta có thể có chỗ đứng ở trong một số những cái cộng đồng, ví như cộng đồng đồng tính, Black Lives Matter. Nhưng bà ta không có đủ tư thế đối với lại giới tinh hoa của nước Mỹ và giới tinh hoa của Đảng Dân Chủ. Giới tinh hoa không tin bà này. Và do đó quý vị, họ cũng e dài lắm, họ cũng e dè lắm. Cho tới khi nào mà họ xác định rõ ràng bà ta chọn ai là người đứng chung liên danh và người ta phải coi người đó như thế nào, rồi người ta mới quyết định. Trong khi đó thì quý vị, bên Đảng Cộng Hòa, ông Trump vẫn ok. Tức là JD Vance vẫn không bị phản đối từ ở trong Đảng Cộng Hòa. Và giờ đây thì nhịp nha, cái cuộc rally của ông Trump vừa qua cũng rất thành công. Có nghĩa là ông Trump bây giờ không còn vướng bận điều gì nhiều. Không còn vướng bận điều gì nhiều, chỉ tập trung giành chiến thắng vào tháng 11 thôi. Và bây giờ phía Đảng Dân Chủ đưa ra Kamala Harris thì ở những tiểu bang chiến lược, tôi không nghĩ là bà này có cửa. Từ Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Wisconsin, Georgia, Arizona cho tới Nevada. Những tiểu bang này tôi không nghĩ là Kamala Harris có cửa. Nhưng bù lại thì những tiểu bang có nguy hiểm, Kamala Harris sẽ đè được ông Trump. Thứ nhất là Minnesota. Nếu ông Joe Biden còn thì 45 trên 45. Tức là ông Trump tương đương với lại Joe Biden. Nhưng nếu là Kamala Harris thì bà ta có thể chiếm đại điểm ở tại tiểu bang Minnesota. Vẫn giữ tiểu bang này mà blue được. California cũng vậy. Tại vì bà này xuất thân từ California. Do đó bà ta có thể không chọn Gavin Newsom làm phó được. Là vì chung một tiểu bang. Thì quý vị, bà ta xuất thân từ California. Do đó bà ta có thể có được cái khối phiếu của California. Và cái khối phiếu này nó chắc chắn với bà ta. Có nghĩa là ông Trump sẽ không thắng được ở California. Nhưng với 7 tiểu bang chiến lược quyết định. Thì quý vị, tôi chưa thấy ở một cái tiểu bang nào trong 7 tiểu bang này mà Kamala Harris gác được điểm ông Trump. Tất cả đều thu điểm cho ông Trump. Kể cả Joe Biden. Joe Biden lúc còn đương nhiệm, lúc còn tranh cử thì vẫn thu điểm ông Trump ở 7 tiểu bang chiến lược. Từ 2 điểm cho tới 6 điểm. Bây giờ Kamala Harris thì những tiểu bang này, bởi vì những tiểu bang này mới là những tiểu bang quyết định ghế tổng thống. Do đó quý vị, những gì mà chúng ta thấy được Đảng Dân Chủ bàn ra tán vào hay đưa những con số ra trong tuần lễ này, chắc chắn quý vị sẽ bị hoang mang. Ủa, AP vừa đưa ra thì là Kamala Harris cao điểm hơn ông Trump. Reuters đưa ra là Kamala Harris cao điểm hơn ông Trump. Nhưng mà của Morning Consult hay New York Times thì ông Trump cao điểm hơn. Rồi USA Today, Gulfport University, ông Trump cao điểm hơn. Quý vị sẽ thấy tất cả các cuộc thăm dò ra làm cho tất cả mọi người hoang mang. Thì quý vị, đây là cái cách mà gọi là thao túng các cuộc thăm dò. Tại vì khi mà đưa ra như vậy, họ có nhiệm vụ lăn xê con gà của mình. Do đó họ thuê mướn các cái cuộc thăm dò, họ chi tiền cho các cuộc thăm dò có lợi và cho thấy điểm cao. Tại vì đối với họ ra tranh cử, con số là trên hết. Con số là trên hết. Do đó họ tập trung vào vấn đề này để mà convince, tức là thuyết phục quần chúng rằng là ứng cử viên của chúng tôi đã gác điểm Donald Trump rồi. Đại khái như vậy. Thì do đó những cuộc thăm dò này nó sẽ được tung ra trong tuần lễ này. Và chúng ta sẽ thấy được là nó có những con số trái ngược nhau, làm cho mọi người hoang mang. Thì quý vị, đây cũng là cái kỹ thuật thao túng về thăm dò mà Đảng Dân Chủ đã sử dụng trong suốt 30 năm qua. Chứ không phải mới đây. Họ sử dụng và thao túng tất cả các cuộc thăm dò này trong suốt 30 năm qua. Và do đó đây là cái mạng lưới network của riêng họ. Lần này chúng ta xem coi Kamala Harris sẽ gác được cho ông Trump bao nhiêu điểm. Và chúng ta sẽ biết ngay cái bữa của họ. Trong 4 năm bà ta làm phó tổng thống, quý vị nói cho tôi biết bà ta đã làm được chuyện gì. So với 4 năm ông Trump điều hành vùng ngoại quốc gia, chúng ta đưa lên bàn cân so sánh đối chiếu, chúng ta biết ngay. Ngay cả cái chuyện mà kêu bà ta qua thương thảo với các quốc gia Trung Mỹ và Nam Mỹ để giảm bớt tình trạng di dân bất hợp pháp, bà ta đã thất bại. Kết quả số lượng di dân bất hợp pháp nhập cảnh vào Hoa Kỳ là
kỷ lục luôn, kỷ lục luôn, vượt tất cả mọi cái thời đại trước luôn. Thì quý vị, do đó tôi không nhìn thấy được bà ta có được một cái tín dụng nào. Rồi cái nghị trình của bà ta là chiến thắng. Vậy thì bà ta lấy cái gì chiến thắng? Bà ta có biết được người dân Mỹ cần cái gì hay không? Hay là bà ta lại thúc đẩy cái vấn đề gọi là quyền con người, gọi là gì? Xã hội, tức là quyền con người, quyền của người đồng tính, quyền của Black Lives Matter, đòi phải bồi thường cho những người da đen, rồi ủng hộ cho quyền của người đồng tính, rồi ủng hộ cho quyền của phá thai. Ngoại trừ những điểm này ra, bà ta có kế hoạch gì về kinh tế? Bà ta có kế hoạch gì để giảm đi tội phạm ở trong đất nước? Bà ta có kế hoạch gì để giảm đi lạm phát? Và bà ta có kế hoạch gì để mà có thể giúp cho tư thế Hoa Kỳ vẫn lãnh đạo thế giới ở trước cộng đồng quốc tế? Đặc biệt là cuộc chiến của Nga tại Ukraine, cuộc xung đột giữa Do Thái và Hamas. Làm cách nào giải quyết? Bà ta có được những cái nghị trình này không quý vị? Câu trả lời của tôi là zero. Thì lấy cửa đâu bà thắng? Trong khi ông Trump đưa đầy đủ lộ trình. Do đó tại sao tôi nói là những cuộc thăm dò nào mà nói rằng là Kamala Harris gác điểm đó là những cuộc thăm dò bịp bọm. Tại vì muốn được như vậy thì ít nhất là phải đưa ra những cái câu hỏi liên quan tới những vấn đề quốc gia. Chứ không phải đưa ra những vấn đề liên quan tới vấn đề của môi trường xã hội. Do đó quý vị, chúng ta chờ xem qua kỳ này Kamala Harris lại nói gì về kinh tế quốc gia. Lại nói gì về tình trạng lạm phát. Và lại nói gì về tình trạng mà Nga ở Ukraine. Chúng ta chờ xem coi như thế nào. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.